Bộ Công an Việt Nam cho biết, nhiều chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh của công ty F88 hôm 6 tháng 3 bị khám xét sau khi có khiếu nại của công chúng. Công ty cổ phần đầu tư F88 điều hành mạng lưới cầm đồ lớn nhất Việt Nam. Bộ nói, một số trong 830 cửa hàng do F88 điều hành bị phát hiện tính thêm phí đối với khách hàng, trong khi VN Express đưa tin là công ty này đã sử dụng các phương pháp đòi nợ kiểu cưỡng đoạt tài sản. Theo VN Express, Bộ Công an và Công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây, thu hồi nợ kiểu xã hội đen, đồng thời cho biết hàng trăm ngàn người đã bị đe dọa, buộc phải trả nợ. Theo tin tức báo chí, công ty đã lên kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán với mục tiêu vốn hóa thị trường là 1 tỷ đô. F88 tuần trước thông báo huy động được 50 triệu đô vốn mới từ Mekong Capital và Quỹ Đầu tư Việt Nam Oman. Mekong Capital cho biết đã được F88 thông báo rằng hoạt động của họ tuân theo các quy trình và quy định hiện hành và rằng F88 sẽ có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc nếu phát hiện vi phạm. Hiện F88 đang tích cực phối hợp cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc. Mekong cho biết trong một thông báo và nói rằng chưa nhận được thêm thông tin gì về những bất thường